Xin chào mọi người ha. Em review cho mọi người tiếp một con HP. HP 15.6 inch nha mọi người, nó rất là đẹp luôn. À, trời nó cũng bị tối là nó sắp mưa rồi, tại vì giờ này á, em mới rảnh. Em đăng lên đây nè mọi người, nhìn không? Nhìn không? Nhìn cái chất liệu của nó đó. À, nên là nó hơi tối, thật sự đem ra ngoài nhưng mà trời tối đen à. Chiều nay trời tối đen ngày 1 tháng 10 nha mọi người. Cái màu nó rất là sang luôn á mọi người, nó không phải màu đen đâu nha, nó dạng như màu tro đó mọi người. Màu tro nó sang trọng lắm. Con này là HP 250G7 nha mọi người. Đó. Thì tìm hiểu cái cấu hình của nó ha. Đi vô nhà tìm hiểu cái cấu hình của nó mọi người, chuẩn bị mưa rồi. Đó, có khi vô nhà nó lại đẹp hơn á chứ. Để đâu review đây ta? Đây, để trên bàn đi. Để trên bàn. Ok. Từ từ nha mọi người, em mở lên. Cái con này á là màn hình gương nha mọi người. Màn hình gương á. Màn hình gương cho nên là nhìn nó đẹp lắm mọi người ơi. Nhìn nó. Nhìn rất là nhìn nè, camera nè ha. Thật sự đây phím. Ồ mới nãy đem ra ngoài mà quên review phím cho mọi người rồi. Đây, phím nè. Phím còn đẹp lắm nha. Nguyên cái dàn loa nè. Em kiểu cái màu nó sang lắm nha mọi người. Cái màu nó sang, nó đẹp lắm á. Cấu hình của nó đây. Từ em vô cấu hình của nó nha. 15.6 thì sử dụng thì sướng rồi mọi người. Đây nè, 15.6 thì nó có cái bàn phím số ở bên hông này. Không, nó ví dụ như mình làm việc mình số liệu hay này kia gì gì đó thì mình bấm ở bên này nó nhanh mà nó tiện nữa, cho nên là nhiều chị văn phòng hoặc là anh văn phòng rất là thích cái màn hình to như thế này, vừa nhìn rất là đã, sử dụng nó dễ nữa, làm việc rồi. Đây nè mọi người nè, cấu hình của nó là Core i5 thế hệ 8 là 8265 nha mọi người, RAM 8GB. Đây mọi người để ý giùm cho em nè, Core i5 thế hệ 8 nó khác với lại những cái thế hệ dưới nè, thế hệ cao nè, nó là 8 CPU nha mọi người, nó là 8 CPU luôn á đó. Đó, tại vì cái chip mới mà Core i5 8265U, RAM 8GB. Con này là SSD là 256GB nha mọi người. Đẹp, màn hình gương nói chung là rất là đẹp. Tại vì giờ này thì cũng 5 giờ mấy rồi, trời sắp mưa cho nên mình ở ngoài, nãy sợ mưa mình lại quên, mình quên quay ở ngoài sáng cái phím. Nhưng mà phím đẹp nè mọi người, nhìn đây dưới cái ánh điện của nhà mình á, mà nó như thế này nè, cái màu nó sang cực kỳ luôn. Cái màu nó rất là sang đẹp. Mà mình làm việc, học online, rồi mấy bé đi học này kia đó là cái máy này quá ok luôn. Màn hình đẹp, không một vết bầm, không xước, không gì hết nha mọi người. Rất là đẹp luôn á. Cái con HP này đẹp cực kỳ, xài ok nữa. Máy thì kèm sạc nha mọi người. Ai mua thì liên hệ em. Con này là con HP nè, mới nãy á. Nó là 250G7 nè, notebook nha mọi người. Cái model của nó đó, 250G7 nè. Nó đẹp lắm mọi người ơi, 15.6, nhìn nó gọn đẹp, nhìn máy đẹp như mới á. Cái màu sang lắm. Cái màu này á, là cái màu này là mình thấy là rất là thích cái màu này nè. Đây dưới cái ánh đèn nè mọi người thấy nè, hình như là không có một cái điểm xấu nào luôn, để chê luôn á. Đó, 15.6 inch nha mọi người. Tha hồ mà sử dụng. Đây mình mở lên, có cam rồi, có này có kia nữa ha. Mở lên cái nó lên thôi. Rồi, con này, mình báo giá con này cho mọi người. Con này là 7 triệu 2 nha mọi người. Con này là 7 triệu 2, một cái con HP nó đẹp như thế này mà thế hệ 8. 8 CPU, SSD 256GB. Màn hình gương 15.6 mà như vậy là quá ok luôn. Giá chỉ 7 triệu 2 là giá mình báo là giá đầu tháng 10 luôn. Bữa nay là mùng 1 tháng 10 nè mọi người. Là giá như vậy nha mọi người. Ai mua thì liên hệ mình. Mình sẽ chụp ảnh thêm cho mọi người, gửi qua Zalo
là qua trang cá nhân, qua Facebook gì đó. Nói chung là mọi người có gì thì liên hệ qua Zalo, qua Facebook, qua Zalo cho mình. Rồi muốn chụp như thế nào, muốn hỏi kỹ hơn về máy, như những cái gì mà mình review mà mọi người thấy bị thiếu thốn, thiếu gì đó, mọi người cần hỏi rõ hơn thì mọi người ba áo như mình đâu. Mà tại mình review thì mình cũng chỉ biết vậy thôi, mình thì cũng không phải là rành về máy đâu. Nhưng mà nhà mình thì có máy, nhà mình nhập rất là nhiều máy. Mình thấy máy thì cũng được 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 được. Mỗi ngày mình rảnh thì mình lên một vài máy cho mọi người. Có thể mọi người không phải là mua chỗ nhà mình, thấy mua chỗ khác nha mọi người. Coi chơi video của mình rồi so sánh với những cái chỗ khác cũng được. Hoặc đâu có nhất thiết là phải mua ở đây, hoặc là ở Sài Gòn, mình ở thành phố Hồ Chí Minh nha. Ví dụ như ai ở mấy tỉnh hay này kia thì mọi người tham khảo máy, theo dõi kênh của mình mỗi tháng hoặc là mỗi tuần là mỗi giá khác nhau và về những mỗi máy khác, mỗi cái loại máy khác nhau. Cho nên là mọi người cứ theo dõi cái kênh của mình, nếu như mà lựa chọn được những cái con nào ưng ý á, thì liên hệ mình rồi chuyển khoản, mình gửi hàng, hoặc ai lo lắng á thì chuyển cọc cho mình rồi mình ship code. Đây mà mình cũng mới sạc để mình test máy cho khách nè. Cũng cũng may, cũng hay cái là một khách trên YouTube cũng mua, cái này là của khách YouTube, còn cái kia là đang test cũng cho khách nhưng mà bán ở trang cá nhân đó. Hồi chiều nay thì thứ bảy cho nên nhà mình gửi hàng sớm, bây giờ rảnh rảnh thì mình mới lên mình review cho mọi người ha. Cảm ơn mọi người ha, ai mua máy hay là quan tâm tới máy hay gì á thì inbox mình. Cảm ơn mọi người.